Xin chào tất cả mọi người, mình là Thỏ Vân, là một dân Hạ Long chính hiệu. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một nhà hàng mới mà mình rất là tâm đắc. Đó chính là nhà hàng Lẩu Nấm Hoàng Kim. Bây giờ thì mọi người hãy cùng theo chân mình vào bên trong khám phá xem nhà hàng này có gì đặc biệt nhé. Nhà hàng Lẩu Nấm Hoàng Kim là một trong chuỗi các nhà hàng lẩu nấm trải dài từ Bắc vào Nam. Với lối kiến trúc mang phong cách Hồng Kông gồm hai tông màu chủ đạo là đỏ và vàng, mang lại cho thực khách một không gian sang trọng nhưng vẫn có cảm giác gần gũi, ấm cúng như gia đình. Lẩu Nấm Hoàng Kim không chỉ là địa điểm để thưởng thức những món ăn ngon mà còn là nơi tổ chức những sự kiện quan trọng như sinh nhật, họp lớp. Lẩu Nấm Hoàng Kim Quảng Ninh, lẩu nấm thiên nhiên số 1, nơi cung cấp những bữa ăn ngon với đầy đủ dưỡng chất. Như các bạn đã biết thì nấm là một thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, giúp nâng cao hệ miễn dịch, ổn định mỡ máu, huyết áp và ngăn ngừa ung thư, các bệnh về gan, tim mạch, thận, hô hấp, xương khớp rất hiệu quả. Nấm rất giàu dinh dưỡng như thịt nhưng lại không gây béo phì, tốt cho cơ thể. Lẩu nấm được ăn kèm với các món thịt như bò Úc, chim câu, gà ác, cá trình, sâm cầm. Điểm đặc biệt nhất và cũng chính là điểm thu hút thực khách nhất của nhà hàng chính là thực đơn với 9 loại nấm quý hiếm. Thực phẩm nấm tốt cho nam giới như nấm bụng dê có tác dụng chống oxy hóa, bổ thận, tráng xương, tăng cường sinh lực nam giới. Nấm tùng nhung giúp bồi bổ giảm đau, trị đái tháo đường, tăng cường sinh lực nam giới. Thực phẩm nấm tốt cho nữ giới như nấm gan bò sữa đỏ giúp đẹp da, móng, tóc, ngừa nóng trong. Nấm cây tùng giúp chống lão hóa, đẹp da, tốt cho phụ nữ. Nấm gan bò vàng giúp bổ máu, giải nhiệt, tăng cường sức đề kháng, chống virus cúm. Nấm gan bò đen giúp tăng cường chất dinh dưỡng, nâng cao hệ miễn dịch. Nấm gan bò mỹ vị giúp thanh nhiệt, giải độc. Nấm vốt hổ đen giúp khử thanh các loại hải sản, bổ phổi, điều hòa huyết áp. Nấm đông trùng giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau lưng mỏi gối, tốt cho đường hô hấp. Nếu bạn muốn thưởng thức những món lẩu nấm bổ dưỡng, xin mời đến với nhà hàng Lẩu Nấm Hoàng Kim Quảng Ninh. Lẩu nấm thiên nhiên bổ dưỡng cho sức khỏe và trường thọ. Địa chỉ số nhà 19, Phú Gia 4, khu biệt thự Finhome, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hotline 0987 462 998.